Dự án NanoCovax của công ty Nanogen vừa nhận được tài trợ lên đến cả trăm triệu USD từ một tập đoàn tư nhân trong nước nhằm thúc đẩy quá trình thử nghiệm vaccine của Việt Nam giai đoạn cuối cùng để được phê duyệt sử dụng cho toàn dân. Khoản tài trợ giúp đầu tư hệ thống sản xuất vật tư thiết bị để đảm bảo cung ứng đủ số lượng vaccine cần thiết tiến đến hoàn thành chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân Việt Nam ngay trong năm nay. Trong giai đoạn 3, vaccine NanoCovax sẽ thử nghiệm đa trung tâm tại các cơ sở trong nước với khoảng 13.000 tình nguyện viên. Tại miền Bắc có Học viện Quân y và Hưng Yên, khu vực phía Nam có Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An tham gia. Giai đoạn 3 được chia thành nhiều giai đoạn nhỏ. Trước mắt sẽ tiêm cho 800 tình nguyện viên đã đăng ký, sau đó sẽ tiếp tục tuyển thêm. Nếu thuận lợi, đến cuối tháng 9, thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ hoàn tất, khi đó Việt Nam có thể sản xuất loại vaccine phòng COVID-19 đầu tiên.